Hi, Thắng Lê xin chào các bạn. Trong bài học này, Thắng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách để mình xuất một cái hình khối 3D sang các cái hình chiếu 2D. Cụ thể là như thế này nè các bạn. Tức là khi các bạn vẽ một cái hình 3D bất kỳ, giả sử đây là một cái giá để mà mình đỡ một cái màn hình TV mà lắp trên cột á. Đây mình chuyển qua cái hình khối cho các bạn xem ha. Chuyển qua hình khối đây. Thì khi các bạn vẽ xong rồi, đây là cái hình 3D nha các bạn. Đây là một cái giá thôi, một cái hình mà 3D đơn giản. Hoặc là đây là một cái giá treo trần, cũng có giá treo TV, rồi mình để dàn hình khối cho các bạn xem nè. Đây, khi lúc bạn vẽ 3D, bạn vẽ y như thật vậy đó. Đó, bạn vẽ nè, nó hình thù sao, bạn vẽ y như vậy, được chưa nào? Đây, các bạn xem mình vẽ nè, các bạn thấy chưa? Đó. Đây nè, các bạn xem nè. Các bạn thấy chưa? Vẽ y như thật vậy đó, vẽ như thật vậy đó. Rồi, sau khi vẽ xong rồi, thì làm sao để mình xuất nó ra? Đây, làm sao để mình xuất ra để mình ghi cái thước lên, mình ghi chú lên trên cái hình đó? Thì sản phẩm là đây. Đây, bạn thấy chưa? Đây là cái hình thứ nhất nè. Đây là cái hình thứ nhất là hình này nè các bạn. Đây, kẻ treo cột nè. Là từ cái hình khối này nè. Làm sao để mình xuất ra được các cái hình chiếu này nè. Đây, các bạn thấy chưa? Đây là cái hình chiếu nhìn front. Nhìn trực diện ha. Nhìn ở phía trước, cái mặt trước của cái giá đỡ đó. Rồi, cái này là nhìn là top view. Ở trên bên trên, mình nhìn thẳng xuống á. Trên, nhìn thẳng xuống. Rồi, cái này thì mình nhìn ở bên cạnh, bên trái, mình nhìn qua. Được chưa các bạn? Ở đây mình nhìn bên trái mình nhìn qua nè, bạn thấy chưa? Đó, cái hình này nè là cái hình mà bên phải nhìn qua, chứ không phải bên trái nha, bên phải nhìn qua. Đây, từ đây đứng đây nè bạn, đứng đây nè. Mình nhìn qua nè, đứng đây các bạn nhìn qua là mình vẽ được cái hình này nha. Trái qua, phải qua trong tình huống này nó cũng giống nhau thôi, chỉ đổi cái hướng lại. Rồi, tóm lại đây là ba hình chiếu thẳng góc và đây là một cái hình chiếu trục đo trong không gian. Thì tất cả bốn hình này mình đều xuất ra từ cái khối 3D này nè các bạn. Này, được chưa? Đó, làm sao để mình từ cái khối 3D này mình xuất ra được. Đó. Hoặc là cái hình 3D này, đây các bạn thấy nè. Đó. Thì cuối cùng sản phẩm của nó mình xuất ra ở đây. Đây các bạn xem, đây là bạn bè kế bên. Đây các bạn thấy chưa? Cũng xuất ra ba hình. À, top nè, front, side view và 3D view, tức là nhìn trong không gian. À, thì khi nhìn ba hình mình, các bạn ghi chú cái thước lên ba hình này, lưu ý bằng vẽ đúng cái thước thì bạn ghi khi các bạn mà xuất ra hình chiếu sẽ đúng cái thước luôn, lưu ý hình chiếu thẳng góc thì sẽ đúng cái thước, còn khi các bạn chiếu hình trong không gian nó không có đúng nha, hình trong không gian thì nó bị sai cái thước đó, còn những cái hình mà bạn chiếu thẳng góc thì nó rất là chính xác cái thước bằng vẽ luôn. Rồi bây giờ này mời các bạn theo dõi, mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao để giải quyết được cái vấn đề này ha. Rồi. Trước hết thì các bạn phải chuyển cái giao diện này về cái giao diện 3D trước cái đã. Mình đang ở cái giao diện là 2D. Để chuyển giao diện 3D các bạn vào đây nè. Bên dưới cái dòng trạng thái, cái thanh trạng thái status bar đó, hiện có một cái biểu thức bánh răng mà lít vào. Bạn chọn là 3D Modeling. Rồi thì nó chuyển qua cái giao diện 3D. Các bạn chú ý nha, những cái phương pháp mình chỉ sau đây nó chỉ áp dụng cho cái CAD mới, cụ thể là CAD 2013, 14, 15 trở đi thôi. Chứ cái phiên bản CAD cũ các bạn không có áp dụng cách này được. Chú ý cụ thể là cái phiên bản 2010 đã xuống, các bạn không dùng cách này được nha. Rồi, những bạn nào còn dùng phiên bản CAD cũ, các bạn comment bên dưới để cho mình biết, để mình làm thêm cái video chỉ cho các bạn biết cái cách mình dùng phiên bản CAD cũ để mình giải quyết vấn đề. Các bạn comment bên dưới nha, mình biết cái số lượng nhiều ít nha. Các bạn nên cài lại phiên bản CAD mới các bạn xài, tại nó có những cái ưu việt rất là hay. Xài phiên bản CAD cũ mẹ rất là mệt mỏi, nó thiếu lệnh, công cụ nó chưa có được hoàn hảo, được chưa các bạn? Cụ thể các bạn cài luôn phiên bản CAD 2015 trở lên nha. Mình có chia sẻ một cái sổ ở trong cái trang này nè các bạn, trong cái trang thằng Lê Lockbox.com này. Các bạn vào đây nè, các bạn tải cái sổ CAD 2018 về các bạn cài vào, được chưa các bạn? Bạn vào đây nè, bạn tải về đây. Rồi mình tiếp tục vấn đề. Trước hết thì mình chỉ cho các bạn làm sao để mình xuất ra được bốn hình chiếu này. Hình chiếu này gọi là top view. Đầu tiên mình xuất cái hình chiếu top view trước nè. Thì các bạn thấy là nét đứt vẫn xuất hiện ra đúng không? Này, chỗ nào nét đứt vẫn xuất hiện ra. Rồi. Các bạn qua bên cái file 3D. Để xuất ra hình chiếu các bạn chú ý ngay cho cụm chỗ này nè. Bạn để cái cụm chỗ này nè. Đây. Còn mặt cắt nữa, làm sao xuất ra mặt cắt nữa mình sẽ làm video khác, mình chỉ trong cái video khác. Trong video này mình chỉ tập trung vào làm sao để xuất ra các cái hình chiếu 2D, hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo và các cái view nhìn không gian bất kỳ của cái hình khối đó. Rồi, các bạn trước khi các bạn xuất, các bạn phải chọn cái view nhìn ở đây nè. Các bạn chọn cái view nhìn ở đây ha.
ở đây nè các bạn, đây nè, ở đây á, là cái lúc dùng dùng khi vẽ bằng giờ đây thẻ Home nè nha, lưu ý mình đang ở thẻ Home rồi, các bạn chuyển qua đây nè, các bạn nhìn nè, đó, bạn chọn nè, bạn muốn xuất hiện ở những cái view nhìn thẳng góc nào, bạn chọn ở đây, ở đây có 6 cái góc nhìn thẳng góc, top, bottom, left, right, front, back. Còn ở đây là southwest isometric, là nhìn ở trong không gian á, mà nhìn ở hướng tây nam. Còn ở này là nhìn ở hướng là south là hướng nam các bạn, east là đông, nó là đề đông nam nha, SE là hướng đông nam. Còn đây là nhìn ở hướng đông bắc, north, northeast, đông bắc. Rồi còn cái này là northwest nha, rồi cái này là hướng tây bắc. Ok, ok đúng hướng tây bắc. Bây giờ mình cần xứng xuất cái màn hình top trước, là mặt bằng ở trên nhìn xuống, bạn chọn top rồi đúng chưa, bạn thấy nó chọn chuyển về cái view nhìn top cho các bạn chưa nào. Rồi bây giờ bắt đầu bạn làm sao để xuất nè, thì cái lệnh đó là lệnh này, mấu chốt là cái lệnh này FNLA là lệnh tắt, biểu tượng ở đây nè, các bạn click vào biểu tượng nè, đây blast shot. Chú ý phiên bản cách cũ không có cái lệnh này nha các bạn, nó chỉ có trong những cái cách mới, mình nhắc lại cách cũ không có, các bạn đừng tìm. Rồi bạn click vào đây hoặc là nhập FLA cũng được, nó xuất hiện ra blast shot, nó dùng để chụp hình á, dùng để chụp hình. Rồi các bạn để ý nè, ở đây nó có nhiều cái thì chọn insert a new block, tức là chèn như một cái khối luôn, chèn trở thành một cái khối luôn. Còn cái này là relay existing block, thay thế một cái khối hiện hữu. Cái này là xuất làm cái file luôn, có nghĩa là mình cái hình chiếu là mình muốn xuất làm cái file riêng luôn, thì các bạn chọn là export to a file thì nó xuất ra cái file. Nếu bạn tích chọn vào đây thì bên dưới này yêu cầu bạn chọn cái đường dẫn file name and path, tức là đặt tên file và cái đường dẫn để bạn lưu cái file đó. Rồi bây giờ mình các bạn nên chọn cái tính năng này để mình xuất ra một cái log luôn, vì cho các bạn xuất ra một cái log, rồi sau đó bạn đưa cái log này qua bên không gian layout nha. Bạn chọn insert a new log á. Tiếp theo mình thiết lập bên dưới, ở đây có ba tùy chọn thôi, bạn chọn cái này thì hai cái này nó không có chọn được nha. Foreground line, foreground line, foreground là cái nét thấy, là cái đường nét thấy á, cái nét mà tại cái nét chính á, thì cái hình của bạn nhìn vô bạn thấy được đó, là cái nét nền á, đó. Thì cái màu của nó bạn định ở đây, bạn thích màu gì nè, giả sử foreground line mình lấy cái màu hồng cánh sen, lát nữa bạn thấy nó ra màu hồng cánh sen, bạn biết cái nét nào là nét foreground line ha, là cái nét thấy ha, là cái nét chiếu hoặc nét thấy đó. Rồi còn cái này là Upper line là cái nét khuất, upper là che khuất, cái nét bị che khuất đi đó. Thì nếu các bạn muốn xuất hiện cái nét khuất ra thì các bạn tích chọn vào show, còn không thì thôi, mình không có tích chọn vào show ha. Rồi bây giờ mình muốn tích chọn vào, muốn xuất hiện nét đứt luôn thì mình tích chọn vào đây để cho nó xuất hiện cái nét đứt ra luôn, cái nét khuất, những cái nét khuất nó xuất hiện ra luôn, tích chọn vào đây. Thiết lập cho cái màu của nét khuất, ở đây mình lấy cho nó có cái màu, mình lấy màu trắng này ha, white là màu trắng. Lấy mặt là màu trắng. Light tie là kiểu nét đứt. Kiểu nét đứt bạn muốn lấy nét gì thì bạn click vào đây. Ví dụ nét đứt mình muốn lấy hidden, bạn muốn cái nét nào khác vào order bạn lấy ra. Bạn muốn cái nét khác vào order ha. Rồi các bạn vào lot nè. Ví dụ mình muốn lấy cái nét hidden. Rồi hidden, ok. Ok, rồi do cái nét hidden mình đã lấy ra rồi. Thành ra nó hỏi mình có tải lại hay không, này mình lấy ra rồi đây nè. Đây, được cho các bạn, ok. Được chưa? Thì lúc này một lát nữa chỗ nào nét khuất nó sẽ xuất hiện ra nét hidden. Còn cái tùy chọn này thì sao? In loop tangential edges, tức là đây là bao gồm cái nét, là cái nét cái đường tiếp xúc tiếp tuyến á, tangential tức là tiếp xúc tiếp tuyến, edges tức là cái cạnh nha, cái cạnh tiếp xúc tiếp tuyến, tức là nó sẽ vẽ cái cạnh đường tiếp xúc tiếp tuyến ra, là cái đường này nè các bạn, để mình giải thích cho các bạn đây nè, tiếp xúc tiếp tuyến là cái đường này nè. Ví dụ mình có cái hình đây, như hình này các bạn thấy rõ cái hình khối 3D này nè nha, tức là giữa cung tròn và cái đoạn thẳng, bạn thấy nó có phần tiếp giáp không, chính là cái nét này nè các bạn, chính là cái nét này nè nha. Do mình đang để set tour, bạn mới thấy cái nét đó, chứ bạn để lại related mà sẽ không thấy cái nét này đâu nè, bạn thấy chưa, giữa tiếp giáp, giữa tròn và thẳng nó có một cái vị trí tiếp giáp, thì cái đường tiếp giáp đó nó gọi là đường tiếp xúc tiếp tuyến đó. Đó thì nếu mà bạn tích chọn vào, nó sẽ xuất hiện cái nét này ra trong cái hình chiếu 2D của các bạn, được chưa nào. Rồi mình trở lại vấn đề. Mình làm lại FLA, Enter. Rồi các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tóm lại mình chọn cái này ha.
Rồi màu sắc lấy lại cái chỗ này là màu hồng. Này lấy là nét hidden. Rồi, chọn nó nha, nhớ chọn mình nếu các bạn không muốn xuất hiện nét đứt ra thì đừng có chọn cái này. Đôi khi cái hình rối quá, xuất hiện nét đứt nó rối quá thì bạn không cần xuất hiện nó ra, bạn bỏ chọn nó đi. Rồi thích chọn vào đây thì nó sẽ vẽ luôn cái đường tiếp giáp giữa thẳng và tròn được tiếp xúc mình vừa giải thích cho các bạn đó, mình vừa ngắt nhịp giải thích cho các bạn. Sau đó cứ thế các bạn xong rồi đó, bây giờ các bạn create, create thì nó sẽ tạo ra một cái hình chiếu top view liền. Rồi, create nè, bạn click vào create nha. Bạn thấy cái hình nó xuất hiện tại con rõ, có thể nó xa khỏi con rõ, bạn zoom nhỏ là bạn sẽ thấy, có thể nó nằm xa con rõ nha, có thể nằm xa con rõ. Lúc này nó yêu cầu bạn là specify insertion point, tức là chọn cái điểm chèn. Thì lúc này mình chọn cái điểm chèn, bạn cứ lấy chuột trái ra để lấy chuột trái nha, lấy chuột trái một lần, bạn làm từ từ làm theo nè, lấy chuột trái. Sau đó nó xuất hiện yêu cầu bạn là nhập vô cái hệ số để scale, thì bạn không có nhập gì cả, các bạn chỉ cần kích chuột phải. Rồi nó yêu cầu bạn nhập cái gì nữa, bạn cứ đừng có nhập, bạn cứ kích chuột phải luôn, bỏ qua. Rồi cứ kích chuột phải lần nữa, nó hỏi bạn có quay cái hình đi hay không đó, bạn kích chuột phải luôn. Coi như mình kích chuột phải 3, 4 lần gì đó, được cho các bạn, hình như 3 lần. Rồi sau đó nó xuất hiện, đây là cái hình 2D, đây là cái hình chiếu của cái hình này nè. Rồi bây giờ các bạn mới chọn cái hình này nha. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl X, tức là Ctrl X nha, Ctrl nè, Ctrl đó, phím Ctrl đó là phím đó, Ctrl X, cộng với phím X. Xong, bạn qua layout của cái file 3D này luôn. Rồi bằng dàn trang vô đây luôn ha. Rồi bạn cứ nhấn Ctrl V để mình chỉnh cái nền này cho nó qua màu đen hết để mình thấy cho nó dễ. Bạn vào nhập OB Enter chỉnh nó qua cái nền đen hết đi. OB Enter. Bạn vào trong display nè, bạn tích chọn, bạn bỏ chọn cái này đi thì nó sẽ đen hết nè. Nó đen hết rồi. Ok, bây giờ mình cứ Ctrl V mình dán cái hình chiếu vào vô thì nó xuất hiện ở đâu đó kệ nó, bạn cứ lấy chuột trái chèn nó vào đây. Mình vừa đưa cái hình, đây là hình chiếu nha các bạn, đây không phải là hình 3D, đây là cái hình giống như bạn vẽ 2D ra vậy đó này, nó nét nét vẽ nè. Rồi tiếp theo bây giờ mình tiếp tục mình chiếu tiếp nè, nhìn lấy cái hình front, mình qua bên cái file model, qua model. Bây giờ mình tiếp theo mình chọn cái view nhìn tiếp theo này, view nhìn mới, giờ mình cần xuất hiện cái hình là front, mình chọn front. Đây, friend là hình này, trong tình huống này là friend là hình này. Để coi. Friend ở đây nó chính là cái hình bên trái nhìn qua ha, do cái hình của mình đã quay rồi. Rồi đây friend này. Rồi, bạn nhập vào F L A Enter. Đây mình để lại khung dây cho các bạn xem luôn nè. Đây, có thể để lại khung dây cho các bạn dễ thấy nè, đó, khung dây đó, các bạn thấy chưa? Còn không có mình để hình khói nè, để hình khói cũng được. F L A Enter. Rồi các bạn cứ thiết lập tiên tương tự nha, đang nhớ thiết lập trước đó, rồi mình cứ re-add thôi, không cần thiết lập lại nữa. Thì tự động xuất hiện hình tại anh rõ. Phát ra lại, các thấy các bạn thấy có màu hồng cánh sen không? Cái chuột phải lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, ok. Sau đó chọn cái hình vừa xuất ra, nhấn tổ hợp phím Ctrl X, rồi qua bên layout, các bạn nhấn Ctrl V, bằng dán nó vô. Thì đây, nó nằm đây nè các bạn. Rồi bạn qua bên cái không gian model tiếp tục xuất cái hình ở view nhìn khác, giờ mình xuất ở cái view nhìn là right. Ok, ra là như nó đang nhìn ở đằng sau nhìn tới á. Mà mình thấy mình chọn là back. Left. Ok, rồi left, mình nhìn đằng trước. Rồi sau đó bạn nhập là FLA Enter. Rồi mặc định luôn, bạn cũng create thì nó xuất hiện cái hình tại rõ liền, bạn thấy không? Cái nét khuất nó xuất hiện ở luôn cho các bạn kìa. Do mình thiết lập mình có tích chọn cái nét đứt á, cái nét nào khuất nó xuất hiện ở luôn. Rồi nhấn Ctrl X cắt cái hình qua layout. Nhấn Ctrl V thả nó vô. Rồi như vậy mình có được 3 hình chiếu rồi. Rồi hình này chính là hình front nè. Rồi hình này chính là cái hình top view nè. Hình chính là right view. Rồi mình sang đây. Tiếp tục bây giờ mình muốn xuất hiện một cái hình không gian 3D nữa. Các bạn có thể chọn một cái view nhìn bất kỳ ở đây nè. Được chưa các bạn? Bạn có thể chọn một trong những cái view nhìn ở đây nè. Cái nào cũng được. Tuy nhiên bạn muốn nhìn, bạn muốn xuất ra một cái góc nhìn theo ý của các bạn. Bây giờ mình muốn xuất ra một cái góc nhìn theo ý của các bạn, các bạn cứ chọn lại bằng cách là bạn dùng cái này nè, dùng cái công cụ này nè, phím tắt là 3DO Enter. Nếu không thấy thân cụ này thì các bạn vào ngay chỗ cái chỗ này nè, bạn giờ vào theo view đây, nó là các bạn, nó chính là navigation bar, nó chính là navigation bar cái này nè. Rồi đó là cái home 3DO biểu tượng này nè, đó bạn cứ quay, bạn chọn đúng cái view nhìn các bạn cần xuất ra. Thì mình muốn xuất ra cái view nhìn 3D như thế này,
lưu ý nó xuất hiện ra cái hình 2D giống như bạn vẽ 3D trên giấy á nha, chứ không phải là xuất ra cái khối 3D đâu. Là mình muốn xuất như thế này. Ok, mình muốn thấy luôn ba cái lỗ cho nó rõ. Xong, sau đó các bạn nhập lần FLA Enter nè. Rồi tương tự bạn cũng cứ chọn thiết lập giống như vậy. Bạn muốn xuất hiện nét đứt thì tích chọn ở đây, còn không xuất hiện nét đứt thì bỏ chọn này đi, được chưa các bạn? Đôi khi cái hình chiếu trong không gian 3D này bạn không nên xuất hiện nét đứt. Cái hình này nó đơn giản mình có thể xuất hiện được, nhưng cái hình rắc rối hơn bạn xuất hiện ra sẽ rối đó. Rồi mình thử này, mình thử mình có xuất hiện nét đứt cho các bạn xem nè. Rồi, sau đó bạn cũng đưa hình này qua bên kia, cắt đưa qua bên là không gian layout, qua layout nha. À, bạn đưa qua layout hoặc là bạn khởi tạo một file kết mới, bạn đặt tên là 2D rồi bạn dán nó vào, bạn lưu lại cũng được. Còn không bạn tận dụng cái không gian layout của cái file bạn đang vẽ và cái khối 3D đó luôn cũng được, không cần phải xuất hiện, không cần phải xuất ra thêm một file 3D 2D làm gì cho nó rắc rối. Các bạn có thể lưu ý, các bạn có thể tận dụng luôn không gian layout để dàn trang luôn, còn vẽ ở model, model chỉ có hình khối 3D thôi, còn dàn trang ghi chú gì là tất cả nằm ở không gian layout, được chưa các bạn? Các bạn có thể khởi tạo một file kết mới hoàn toàn, lưu nó đặt tên là file 2D và lưu cùng thư mục chứa với file 3D này cũng được, đó là cách làm. Đây bạn thấy xuất hiện nét đứt ra không? Bây giờ mình muốn xuất hiện một cái hình mà không xuất hiện nét đứt nè. Bây giờ mình muốn chọn cái view nhìn khác một chút đi. Mình muốn nhìn ở phía ngược lại, đó, mình muốn xin nhìn ở phía ngược lại đây. Nhưng mà mình không có lấy nét đứt, FLA Enter. Bỏ nét đứt đi. Là lúc này nó không xuất hiện nét đứt nữa. Chỉ xuất hiện nét thấy thôi, các bạn thấy chưa? Cái chuột phải ba lần chèn ra, rồi sau đó nhấn Ctrl X cắt nó đi, qua không gian layout và nhấn Ctrl V bằng dán nó vô. Này, bạn thấy chưa? Nó không xuất hiện nét đứt nữa nè. Chỉ thấy nét thấy thôi, được chưa các bạn? Lưu ý cái hình này không? Nó đang mặc định nó đang là khối nha, nó đang là lóc, bạn có thể rã khối ra để mình chỉnh sửa nếu cần. X Enter nè. Rồi nó mất khối rồi, bạn tưởng tượng nó giống như những nét line thôi nè. Nó giống như bạn dùng lệnh line bạn vẽ ra cái hình này vậy đó, bạn thấy không? Tuyệt vời không nè. Nó xuất ra cho các bạn những hình này. Nè. Nên cái này bạn dùng để vẽ hướng dẫn lắp ráp là rất là tuyệt vời. Khi các bạn vẽ hình khối 3D rồi sẽ bạn vẽ hướng dẫn lắp ráp một cái sản phẩm nào đó. À, từ từ mình làm những cái video mình hướng dẫn cho các bạn lắp ráp những cái sản phẩm vẽ 3D đó, mình làm cái lắp ráp nó rất là dễ. À, thì cái này mình hướng dẫn người ta rất là dễ dàng được cho các bạn. Thì đây là những công việc rất là quan trọng các bạn cần phải cố gắng mình học. Ha. Thì sắp tới mình sẽ ra những cái video dưới dạng đĩa, mình sẽ phát hành cho các bạn về các cái chủ đề này nha. Rồi mình gửi cho các bạn. Rồi tiếp theo nè, bây giờ các bạn tiến hành các bạn sắp xếp nó lại, bạn tiến hành bằng sắp xếp những cái hình này lại thôi. Đó thì cái hình này là trước đúng không? Này bên trái, bạn sắp xếp hình lại thôi. Rồi sắp xếp lại. Này front, front thì nằm đây, front thì nằm đây. Rồi, còn hình này thì đúng là bên trái, mình phải nhìn qua, bạn để bên đây hay hơn, bạn để bên đây đúng hơn. Được chưa các bạn? Tại bên đây nhìn qua mà. Hình này bên đây nhìn qua nè, đây bạn thấy chưa? Nằm đây đúng rồi. Còn đây nhìn qua thì để bên đây, được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo. Còn cái hình này đó là ở trên nhìn xuống, ở trên nhìn xuống nè. Bạn quay lại mới đúng hướng của nó. Ro Enter. Trên nhìn xuống phải quay lại như thế này mới đúng nè. Rồi sau đó bạn canh lại nha các bạn, bạn dùng lệnh like rồi bạn canh lại, cái này rất là dễ, không có khó. Để phải ngay hàng thẳng lối chứ không có phải là các hình chiếu này bạn muốn để sao bạn để nha. Nó phải ngay hàng thẳng lối như nè. Rồi như cái line này, giả sử cái line này nè, cái line này nè, phải ngay hàng như chỗ này nè. Nè, bạn thấy chưa? Phải mô lên nè, cái chỗ này là phải ngay hàng về mới đúng nè. Đó. Cứ như thế bạn sắp xếp. Rồi coi như ba hình chiếu này đúng rồi. Rồi còn cái vị trí còn lại mình để cái hình chiếu không gian 3D được chưa các bạn? Đó. Chỗ này nè mình để 3D, ai không đọc được nhìn ba hình này mà không hiểu được cái hình thù thực tế của nó thì nhìn cái hình 3D này. Đó, nhìn hình 3D này nè. Đó. Hoặc là các bạn có thể xuất thêm nhiều cái view nhìn 3D nữa, các bạn có thể sắp xếp vào. Được chưa nào? Các bạn có thể sắp xếp vào bên trong cái không gian bản vẽ. Hoặc là mình để riêng một mình nó cũng được. Rồi mình in riêng một bản vẽ khác. Rồi mình cho nó vào trong cái khung bản vẽ. Rồi các bạn tiến hành bằng ghi chú đó, ghi chú như thế này nè. Phần ghi chú cái thứ là bạn chịu khó bạn xem những cái video trước trong kênh nha. À, trong cái video này bên dưới cái video này có cái mục mô tả thì mình có để một cái link để cho các bạn click để các bạn vào thẳng trực tiếp vào trong cái trang vào cái kênh dạy vẽ AutoCAD của thằng Lê luôn. Thì bạn vào đây có rất là đầy đủ những cái vấn đề các bạn cần. À, đảm bảo các bạn bạn vào đây sẽ có đầy đủ vấn đề các bạn cần liên quan đến AutoCAD nha. Rồi cứ vào trong đó, bạn tìm hướng dẫn ghi chú, ghi kích thước, rồi làm sao để mà làm cho cái hình nó lớn, nó nhỏ, cắt, xén, in, ấn, truy xuất, rồi scale lớn, nhỏ, đủ các trò bên trong đó mình đã chia sẻ cho các bạn khá nhiều. Các bạn vào trong kênh, các bạn xem ha. Rồi,
Trong những cái phần này các bạn chịu khó các bạn làm nha. Phần này ghi chú, cái này bạn vẽ 2D rồi, cái này là rất là dễ rồi. Đó, các bạn ghi chú cái thứ là vào. Đấy, trong cái video này chú ý mình tập trung vào cái phần làm sao để hướng dẫn các bạn biết cái cách để mình xuất một cái hình khối 3D. Một cái hình khối 3D sau khi các bạn vẽ xong rồi, hình khối 3D này làm sao để mình xuất ra hình khối 3D 2D, xuất ra cái hình các cái hình 2D, hình chiếu thẳng góc 2D và các hình chiếu trục đo và các hình chiếu trong không gian đó. Thì mình vừa hoàn chỉnh cái việc này. Nếu các bạn mà xài phiên bản cái cũ thì mình sẽ làm những cái video trong những cái chia sẻ trong những cái lần tiếp theo. Các bạn vui lòng comment bên dưới cho mình biết là các bạn còn xài cái cũ để mình biết mình làm video nha. Các bạn nhớ comment bên dưới. Các bạn không comment mình không biết để làm đâu. Mình nghĩ là các bạn xài cách mới hết rồi. Mình chỉ chia sẻ theo cái cách mới thôi. Mình không có chỉ theo cái cách cũ. Rồi video này các bạn nếu thấy thích các bạn vui lòng nhấn like và chia sẻ cái video này lên trang cá nhân của các bạn đó, để cho bất kỳ ai khi bắt gặp được cũng đều có thể học được cái video này. Để ủng hộ cho thằng Lê thì các bạn có thể chia sẻ lên các trang cá nhân của các bạn nha, để giúp lan tỏa cái kiến thức này. Các bạn đừng quên click vào cái biểu tượng thằng Lê để đăng ký kênh của mình. Khi để mình chia sẻ những cái bài học khác các bạn sẽ nhận được thông báo và bạn xem ngay. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo. Bye bye các bạn.